mình để mình bạn nuôi lại một cặp mình vẫn sâu không biết được. Đúng rồi. Nhưng mà nhà này sẵn sàng mà sau đó nhảy bình thường để các em có nuôi thật kỹ. Nhưng mà nếu như mình có để mà nuôi bằng con khác phục hồi đó ấy, thì mình phải coi như là tất cả đám đông mình phải nói là thịt. Mình gửi về chỗ vị trí nó đúc ra nuôi hoang dã một thời gian nhưng vẫn sâu một trận 4-5 hồ lại chẳng có chạy không và nuôi con khác của cái máy đấy. Chứ còn những con gà đấy nó lại bỏ mất thì mình nó có tật rồi. Nó tật rồi. Máy đấy ông ấy coi nhiều rồi. Lịch máy hôm nay em sắp chỉnh chạy chạy một ngàn rất cần sắp đi anh bỏ được mày ông quý trước bị ông hùng ông đạt ông hùng ông vầy nó hỏng hết gà vài hôm lên xin mấy phút vài hôm xin mấy phút đánh vật gà nó khát hỏng lắm mà gà nó hỏng rồi anh chọi vật không chọi thôi mà ban này hồ hùng chín thì bàn một đoàn thế gà 29 rưỡi hồ lùng càng đỏ mỏ xong rồi hôm qua là xin mấy phút gọi là vần đấy phút ơi. Chỉ vì mấy phút mà không ra phút ra không ra đó mà rồi nó nhọt có thể gà của anh cũng phải vần chưa gà hay là vần gà đâu vần gà vần dập vỡ vần nát chết gà nhưng mà vần kể cả mờ mỏ sẵn sàng với mờ mỏ đến 4 chết vần xong về cho ăn uống đầy đủ chế độ qua rồi gà thật khỏe thật sung bắt đầu cái vần này chứ không phải là đau nửa tháng xong lại lôi ra vần nó khắc tự hỏng mà đau thật đau một trận nhưng mà cái vần gặt nó thế này à? Nó lại thành chai gà hiểu không? Vần đau vào để cho gà nó chai chai xong đến lúc mình để cho nó nghỉ nó khỏe thẳng con gà đi bắt đầu nó lại vần. Em nó đấy em đặt rồi hai con kia mới đặt ở đâu kẻ mẹ vứt đấy úp vứt đấy nhà gái ba tháng bữa nay do ông hùng nghiên nướng vứt và thằng này thì không kiểu ba phải kiểu có máu đồng bào tí chứ tao tao bảo này để qua đám cưới con nhà giáp cái này cứ lấy cái hoài con cái hoài bỏ nó quý đông thì có trọi muốn sống thì phải mượn gà mới ăn lên tầng này mà thích cho mượn thì con gà mình nuôi mình quý đó chứ mình cứ chơi gà cái thằng nuôi một con gà biết chứ mà nuôi là tao nuôi con gà toàn mất gần năm được con gà mẹ năm mới được con gà ai cho mượn được kể cả bán chạm cũng chưa được thích thì bán thẳng nếu mua nếu mình nuôi Hà Nội mình bán được nhưng mà mình chưa